Chào anh em đến với tập 17 của Minecraft Big Summon. Và hôm nay thì tôi đã gặp được một con Roaring Moon. Một con Salamence bị một cái gì đó. Thì từ tôi phải tìm một cái lời văn gì đó để diễn tả con bạc lờ này. Nó có nhiều lòng hơn. Ok. Nhìn cái logo này nhìn hơi quen ha. Nhìn nó giống kiểu chi nhân cuồng phong ấy. Rồi. Ôi, ok, nhìn mặt nó thì nó đê tiện hơn. Nó cái tướng nó nhìn cứ bận bự thế đấy hả. Thôi, nói chung là dù gì thì chúng ta cũng sẽ hút nó. À, và tập trước thì mình đã hút được một con Noibat và là một con Asiu. Ok, rất là tuyệt vời. Hôm nay thì mình sẽ tiến hóa tụi nó. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu với một quả Unchable trước. Ok, ta đéo vô. Đầu tiên đó, nếu mà đéo vô thì chúng ta sẽ sử dụng Darkrai. Chúng ta sẽ tiếp tục dùng Darkrai để đưa nó vào giấc ngủ. Ok, oh fuck. Ok, rất đơn giản. Bên kia có cái gì vậy ta? Hai trứng. Ok, còn mấy con trứng không? Không có gì đặc biệt. Này, chúng ta có thể thấy quả bồn ở đây. Hình như vô luôn đúng không? Ừ, đúng rồi, vô luôn rồi. Ừ, phải là nhanh thế. Ừ, thật là nhanh và gọn. Rồi, nó được gọi Sword Den. Ok. It's Caesar Synthesis Air Slot. Ok, Asiu đang tiến hóa và Fomantis này cũng tiến hóa luôn. Đây, và hôm nay tôi sẽ xây tiếp cái nhà. Hôm trước thì tôi đã xây được cái móng nhà, hôm nay chắc là tôi sẽ xây được cái đế ở dưới. Ý tôi là tôi xây cái gì đó đựng ở dưới đây nè. Không thể để nó trống như vậy được. Oh hello Swanna. Ê ok. Rồi, Fomantis sẽ tiến hóa thành một con ui. Mập quá. Luantis. Ui, nhìn mập thế. Được á, à, tối nay chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Ok, à, anh em quên hết những gì tôi vừa nói đi nha. Tôi nói cho vui rồi chứ tôi đéo làm gì đâu. Frasur. Tôi sẽ gọi con này là Yasuo để cho nó dễ gọi. Tên đó là Fresher. Oh, một boss Binser. Một con Fresher Lurentid Noibat. Noibat thì tôi không nhớ level mấy, hình như là 40 mấy tiếng hóa ấy. Ok, rồi, ta cho Binser đấu với Darkrai Baby. Ngủ đi con. Rất nhanh chóng. Rồi chúng ta sẽ sử dụng Dream Eater. Đó, ok. Đấy, rất là nhanh còn lẹ luôn. Dream Eater tiếp. Đó. Chết mẹ nó tỉnh không? Rồi nó tỉnh thiệt rồi. Ờ nó chết luôn rồi. Hay. Nhanh còn lẹ luôn. Hôm nay cái gì cũng nhanh còn lẹ hết rồi. Sky Attack. Không bỏ đi chiêu thì Sida lắm. Ờ không. À không. Ờ ok. Rồi thì tôi sẽ xây. Ui what the fuck. Một con Melmetal Fusion. Hôm nay nhiều thế nha. Nhưng mà rất tiếc là tôi nếu thích con này cho nên là tôi sẽ cho nó đi vào di vạn. Hydro Boom. Chiêu. Chiêu. Ôi mấy nó còn sống luôn kìa. Hư cấu. Quá hư cấu. Này thì hư cấu. Ui má nó còn sống. Yên. Thế dưới nào? Hydro Boom. Ok nó chết đây. Rồi xong. Loot. Shiny BBK. Tôi sẽ còn phải xây một cái gì đó ở dưới đây. Ok, nói chung là trang trí cái chỗ này lại thôi. Đây tôi sẽ lấy gỗ ra. Gỗ và gỗ. Có lẽ là tôi sẽ xây cái này ha. Xây ngoài, một lớp ngoài như này. Ok. Đó trong như này. Fuck dữ hấu. No. Khi ra. Ra mày. Ok. Ở giữa. Ờ chết mẹ này xô. Ok. Tôi muốn đặt nó ở giữa nhưng mà bây giờ nó chẳng như vậy thì nếu mà tôi đặt như vậy thì nó sẽ bị lệch. Cái đầm à. Được rồi. Ok, tôi sẽ đặt ra đây. Ra đây tiếp. Ok. Rồi, một hai. Ui, vẻ đẹp. Đó, vừa đều luôn. Oh shit. No. Đây tôi sẽ đặt nó ra đây. Ok, rồi ra hai block. Ui, hơi lệch hả? Từ coi. Nó sẽ ở đây. Đây tôi sẽ xây cho này lên. Rồi, đây và fuck. Đây, đó, hợp lý rồi. Ok. Đó, rồi, ngon anh. Rồi, đó, hết gỗ luôn. Hay quá. Hay khoan còn. Ok. Bên này thì chúng ta sẽ còn đi hai cái. Hai block. Ôi, hai block. Ok. Rồi, quá nó đều luôn. À, hạnh phúc vậy là. Oh, shit. Đây, lên đây. Rồi, xong. Còn ngon lành cành đào. Ok, đẹp. Này láo ơi. Khỉ. Này thì láo. Mất dạy. Ok. Chúng ta sẽ xây hai block. Và cái đẹp còn ngồi với nó. Oh, shit. Đi lại đây. Tôi sẽ còn phải xây ra thêm cái chút. Ra đây hai block nữa. Rồi tôi sẽ xây ra đây. Ơi có một con Slakoth dưới kia. Ok. Rồi đó anh em ơi, tôi chán xây nhà. Bây giờ chúng ta đi khám phá thế giới thôi. Yeah. Ok, chúng ta có một anh bạn Kersalon này. Bạn này thì tập trước tôi đã có một bạn rồi. Nên là tôi sẽ thí anh bạn này. Ôi, có thêm một con Asiu bên kia kìa. Phải rồi. Nó lúc mình bắt xong rồi nó xuất hiện ra một đống. Khúc này thôi. Ok, chúng ta sẽ dùng Dragon Boot. À, xử anh bạn này trước. Ô Asiu bên đâu? À đây. À có thể là Frasur chứ. Nhầm. Yasuo Frasur gì đó. Ok. Chúng ta sẽ đi đến một vùng đất mới. Ta sẽ đi khám phá thế giới. Bằng con tôi sẽ cưỡi con Darkrai đi. We are the world. Shit nhanh thế. Rồi. Đó trời. Anh sáng nhìn chiều quá. Đẹp lung linh. Ôi chúng ta qua vùng tuyết rồi. Holy shit. Vùng tuyết đéo có vùng mẹ gì hết. À đây có một cái chết. Bô cái chết hello. Rồi vô lút thử đi. Hillborn. Nó không vui lắm. Nó cũng được thôi chứ không hẳn là tốt. Mà tác dụng của Hillborn là gì? Ê vô. Ok, Ability Patch. Ok. Energy Powder. Spruce Sapling. Fuck.
không còn nữa, thôi bay đi, bay đi cho sướng. Ui, ok, chúng ta bên đây là một vùng tuyết trắng xóa, đều có gì hết, không biết có còn gì sau bò nữa ta. Cái gì kia? Ui, một cái đền chim băng. Ơ cái này hình như tôi đi qua rồi. Ơ và là đường này tôi đi qua rồi. Vậy rồi vậy tôi mới đi một vòng mà bạn. Fuck, và cả là thôi chúng ta sẽ đi thẳng qua đường này coi thử nó ra cái gì. Ô cái gì kia? Cái gì đây? Không có gì, không có gì đặc biệt. Vô vẩn. Bay lên trên bầu trời rồi lại núi. Ơi, Sunny Mail, bảo mẹ đi. Đồ Sida. Ok, ê bên này. Bên đây cái gì? Một cái chết gì? Một cái chết thường. Bên này còn một cái bộ cái chết này. Cũng là một cái bộ cái chết thường. Rồi, một cái bộ cái center. Pokecenter thông thường, mấy cái Pokecenter cũ này nó có gì không ta? Không, nó không có gì hết, không có gì đặc biệt. Ui, tháp nước. Một cái tháp, phải tháp nước không ta? Ừ đúng rồi, màu xanh mà tháp nước. Mà như là mod tôi nó bị lỗi hay sao, nó không có gì ở trong đó hết. Không có ông NPC ở trong đây. Nên thôi chúng ta cái tháp này nó giờ nó cũng vô dụng rồi. Tôi cũng chưa có con cúc phù nào hết. Ở nhà này cũng Sida lắm, không có gì hết. Tại sao giờ không có gì hết à? Chẳng lẽ Big Salmon đã hết rồi sao? Giờ lại cái mod này hết rồi hả? Chỉ có mấy cái form thôi, đất còn gì hết. Chẳng lẽ đã đến lúc chúng ta đổi mod rồi sao? Không thể nào. Sao lại nhanh đến mức đó? Cái địch. Có lẽ là lúc chúng ta đổi mod rồi anh em ạ. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết là nên đổi qua mod gì. Cái gì bên kia? Rừng gì đây? À Savannah. Mod Savannah này thì cũng tới rồi luôn. Đùa nhau à. Sao đi hồng đi hồi vòng tại mấy chỗ mình tới rồi không vậy ta? Đây, tôi đang đứng ở đâu này? Tại tôi đang đứng đây. Nếu mà tôi đi thẳng ra thì tao sẽ về lại sa mạc còn mẹ nữa. Nó tại mấy chỗ mình đi rồi không? Oh, Sukun đã spawn. Sukun, hello Sukun. Chào cậu Sukun. Ở đây. Ok, Sukun đã thoát. Chúng ta sẽ hốt xác con này. Hypnosis, ngủ đi con. Rồi, xong. Rồi chúng ta tiếp tục thả Ultra Ball. Pokeball, Ultra Ball. Bên này có, bên này có một cái đền chim điện này. Ok, một cái đền chim điện. Đây tôi cảm giác là con này nó khó bắt hơn nha. Nguy hiểm á. Ok. Trên đây có một cái bãi cát. Một con cát, con này con gì tôi quên tên rồi. Oh, hello chị, chào chị. Rất vui được gặp chị. Chị đứng đó làm gì vậy? Chị nhìn đâu vậy? Phát chị nhìn vào vách tường à, con này tự kỷ mẹ rồi. Rồi anh bạn Sukun này hơi lì ha. Mấy con kia hình như là do là cái người làm mod người ta cho dễ bắt hay sao ấy. Còn con này thì nó con này thì là mốt gốc cho nên là không dễ bắt lắm. Hơi toàn. Ok, một lắc, hai lắc, ba lắc và bốn lắc. Ôi ôi tính nhanh nó cũng dễ phết. Rồi xong, Frasu đã tiến hóa. Frasu đã tiến hóa, let's play. Ok hốt, ta quyền hồng bỏ đi. Rồi Noibat đã tiến hóa và Frasu cũng tiến hóa luôn. Rồi đội hình chúng ta đã tiến hóa hết. Noibat sẽ tiến hóa thành Noiven. Đây rồi, ok, Dragon Boot. Ngon lành. What the fuck. Ủa sao con Frasu tới lỗi mẹ đây. What the hell. Ok. Cái chuyện gì vậy? Cụ lời gì vậy? Ok, Hazard của tao đâu? Hazard của tao đâu, Dumber? Oh shit. Tôi sẽ cần phải thiến một con gì đó để lên level. Hello. Ôi, sao không có con gì hết ta? Trên bản đồ có mà nhỉ? Trên bản đồ. À đây đây. Oh, một thanh kiếm. Một thanh kiếm. Bạn có muốn đấu kiếm không, con mẹ bạn? Ok, Assurance. Rồi xong. Đừng nói là... No. Oh, con Fresu này không thể tiến hóa được. Không ta. Từ nha, bình tĩnh nha. Tôi sẽ cần phải qua lút cái Pokechat này. Qua lút cái Master Chat này trước. Nhập. Một con Sandy Zubat bên kia, vậy là. Ok, Master chết. Ủa, nhận rồi, ui, vãi liền à, trời ơi, đi rồi. Tôi sẽ còn phải quay về cái chỗ đền ma. Đây, ngôi đền ma quái. Rồi tôi sẽ còn phải train level ở đây trước. Train một chút cái đã. Đây, Dark Blood. Oh shit, nhầm ơi. Tôi còn phải lôi carry ra trên. Ok. Ôi, đi, nó không tiến hóa. Đùa nhau, nó không tiến hóa. Oh fuck, điều rồi. Carry, đây. Iron Leviathan. Nó có tiến hóa không? Nó là level bao nhiêu rồi? Fresh level 54. Nó không tiến hóa, no. Tại sao? Thế nên là chúng ta điên đến mức đó. Chúng ta mất khoảng 3 tập để tìm một con Asiu và cuối cùng chúng ta đéo tiến hóa lên được Hazard. Thế giới thật khốn nạn. Ta hận thế giới này. Oh shit, no. Cũng còn ngựa vậy nó. Thử thêm chút nữa. Thử thêm chút nữa. Chắc cho nó lên cỡ level 60 gì đó. Quy và đen không? Sunny Day, ok. Có lý nào? Oh shit. Oh no. Quá nó thật sự không tiến hóa. What the fuck. Rồi xong rồi. Toàn rồi. Toàn rồi, chúng ta phải đi bắt con khác thôi. Absorb. Ok, xác định nha anh em, chúng ta đi bắt con khác. Thật là khốn nạn. Chúng ta sẽ đi về lại jungle. Hôm 2. Rồi chúng ta sẽ ngồi chờ một con Asiu khác. Tắt mẹ cái một cái loot đi. Fuck. Ô bộ Sunny Magic Cap. Có rồi, lấy chi. Hay là bây giờ mình build đội hình 16 con. Rồi để nó đi spawn này. Vậy là. Rồi chúng ta sẽ chờ một con Asiu khác ở đây thì, ok anh em, thì tôi có nghĩ lại là thay vì tôi làm tôi con mới thì tôi sẽ chỉnh lại con cũ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ farm lại level. Ok, chúng ta sẽ còn phải chèn level một chút. Đây. Rất là nhanh thôi. Ở đây thì không biết là lát một hồi nữa con Rayquaza kia nó có xuất hiện không nhỉ? Hồi trước ở đây có một con Rayquaza kiểu rồng châu Á. Ok. Hồi trước ở đây có một con Rayquaza rồng châu Á nữa. Anh em có nhớ mấy tập trước rồi thì nó xuất hiện ở đây. Và không biết là hôm nay nó có xuất hiện lại hay không. Bò. Ok. Ok, mọi thứ vẫn yên bình, không có gì mới hết. Rồi vậy thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục rất nhanh chóng. Ok.
Moody Water, là 4647484949 rồi xong xì đài. Có lẽ nào nó cũng không tiếng hoa, có lẽ nào nó lại không thèm tiếng hoa. Ôi xịt, chết bả rồi. Có lẽ nào, ôi thôi luôn, nó không chịu tiếng hoa, thế đeo nào. What the fuck, ủa sao này nấy hay vậy? Ghê bái, này nấy nãy giờ luôn, ê ghê. Ghê ghê quá, tao đi quýnh con khác. Ok. Và thế đeo nào chúng ta lại không có con đây, thế đeo nào nó không chịu lên ha sô rút, thế đeo nào, thế đeo nào, và giờ là sống luôn. Holy shit. À hoài tôi có ý này, sô lập đây. Ok, đổi slot. Có con shiny gì đó ở dưới, ui. Vậy có bot epic kìa, bot tím. What the fuck, bot một shiny magic cap khác. Anh tới đây, hello, chào em. Unchabon. Ok, đi rồi, đây nha. Ở vô luôn, hãy Moody Water. Holy shit, ôi đau thế. Rồi, quốc chết luôn, thêm cái này chết luôn rồi. Chết đi anh cụ. Ok, ngon, normal DMZ. Ok, bây giờ thì hiện tại tôi đã không thể tiến hóa là được con Hasselot. Cho nên tôi sẽ, ui, ủa cái PC của tôi nè. Ơ bà là, chết mẹ cái PC tôi để trên kia. Vậy cái này là PC cũ à. Ồ, hóa ra mày ở đây. Ồ, tao đã lạc mày trong suốt mấy năm qua. Thật ra là mới có mấy ngày, mấy tuần, nhiều khi chưa đến một tháng nữa. Không, tức là thật ra là chắc là cũng đến một tháng. Ok, thế chúng ta có hai cái PC. Rồi đặt tay cho vui đi đó, cho có tôi có cặp. Vậy thì tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ chích mình lấy mẹ con Sasuke đi. Boom, và thế là tôi đã có một con Sasuke. Yeah, đây, Sasuke chúng ta đây. Đó, ui, đây, chiến chưa. Đó, thầy nãy nhìn bắp tay, nhìn lực lưỡng chưa. Đây, má đuôi này, đó, ok, sẵn sàng đấm chết mẹ với cứ đứa nào. Rất là nhanh, rất là chiến. Đó, ui, thêm một cái này nữa. Ok, rồi như vậy là xong.